Chào mừng các bạn quay lại với channel của mình ngày hôm nay. Hôm nay tụi mình đi khoảng 23 người sẽ quay lại cung đường Mã Đà với độ dài là 77 km. Khoảng thời gian từ cuối năm tới Tết là khoảng thời gian mà rừng nó mát lắm. Sáng nay mình coi nhiệt độ có 21 độ, mình vô rừng chắc nhiệt độ thật nó còn cỡ 20 hoặc là 19. Rộng ghê luôn. Sướng thật, trời sướng ghê trời. Ôi, quay được rồi nha. Cái đoạn đi vừa nãy là xe tải nó không đi theo được, nên là mình hẹn xe tải ngoài đường bờ hồ á. Còn vô trong đoạn này là xe tải, xe lớn đi thoải mái, nhưng mà đường vẫn rất là mát. Cảm giác đi đầu thật là phấn khích. Nè, mày lộn đường nữa này, kiểu gì cũng lộn mà. Chắc luôn, anh quay phim mà anh lộn mà, anh đừng quay. Đi từ lại thôi, đi từ lại thôi. Anh em quậy đi, đừng cho bắt đầu em thêm. Bữa vô đây mình bị quằn lần phải á. Phải. Đợi á, đi từ thôi á. Khúc này nó quẹo, quẹo nhiều lắm á. Khúc này cầm map đi mà còn lộn á. Đường này có vẻ ít người đi, sao lá nó rụng nhiều mà nó phủ nó chứ. Ui cái giày mình bị cỏ nó gây đâm nè bà con ơi. Một thành viên trong đoàn đã chịu không nổi nữa, chạy qua khoảng 15 cây số rồi anh em. 15 cây số đường hỗn hợp. Có một người đã rớt rồi, giờ còn khoảng 5 cây nó sẽ đi ra lại cái đường lớn ngoài kia. Rồi ký gửi một em và còn lại sẽ tiếp tục lên đường. Ngắm nhìn cái khung cảnh này nó quá là tuyệt vời, quá là xuất sắc. Quay rồi. Đi xong rồi. Thôi ngồi im. Bị gì chứ gì cắm vô cây hả? Cái chuột cây khúc này. Tủ nè. Nổ. Cả chả mấy mét. Cái cành cây người ta đang nằm vầy. Nó cán bật lên cái cành cây. Có bó gối thì có phải không? Tại thầy, thầy rủ đổ. Hôm nay là cấm thằng nè, mày nhầm rồi. Đường này vẫn là đường cắt xuyên rừng mà người ta chảy nhựa hết rồi.
Xin chào mọi người. Hiện giờ mình đang có mặt ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, và đây là hồ Eo Cao. Hôm nay tụi mình đi khoảng 23 người và có anh em MTB Đắk Lắk sẽ dẫn tụi mình đi một cung đường rất là đẹp ở trên này. Và chỗ tụi mình ở nó cũng gần ngay sát ngay đây luôn, ngay bờ hồ ngay đây luôn. Đây là Du Camping. Dịp này tụi mình lên đúng là cái lễ hội cà phê từ 10 tháng 3 đến 13 tháng 3. Cho nên ở đây được uống cà phê miễn phí. Mình đang đi dọc hồ Eo Cao. Có đường off đi lên nè. Mình bắt đầu đi vô rừng rồi. Wow. Nè anh. Giờ tụi mình bắt đầu tiến vô trong mấy cái, đây chắc là mấy cái vườn điều của người ta. Đường vẫn rất là men men triền núi. Coi chừng té nha xóm. Đẹp quá. Hồi sáng nó kêu em mà té hả?
ba lô túi nước mang mấy lít nước luôn, đi giờ còn đi xin nước nữa thanh niên này. Nhưng mà shop cho con trai có nửa lít rồi. Nhưng mà còn mang thêm một mình mấy lít nữa. Đăng ký VIP mà cho người ta có con chai nước vô cái túi 3 lít nước. Tụi mình vừa mới đổ một cái đoạn dốc dài xuống thiệt là đã. Thế một kiểu máu. Cái này giống chung gió, cạo gió, máu gì. Trời ơi, kiểu máu, máu, máu không một tuần, cái gì cơ. Tưởng nó đổ máu ra luôn á, tưởng nó chảy máu. Đúng là hồng tơ. Thằng Vinh rớt rồi, Vinh rớt rồi, kéo lên, kéo lên. Đường rẽ cây không, một bên là núi, một bên là cái dốc mỏng sâu xuống. Uống tiếp anh em ơi. Trời coi nước miếng nó mồng giật giật giật. Đảo. Đảo quá. Tắm đây được anh em ơi. Xuống nước lạnh á. Đây là hồ eo cao. Giống cá bầu quá. Dìu nó xuống, dìu nó xuống, dìu nó xuống. Thôi ơi, được rồi. Bé nó xuống. Hello, chào mừng anh em trở lại với channel của mình. Chuyến đi ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại Đà Lạt và mình đang ở quảng trường. Trượt rồi, trượt rồi, kéo. Kéo hả? Một cái anh nhưng tôi tỉnh lại liền. Gai cào, gai cào. Chiêu 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 chiêu. Kỳ này phục thù nha Việt Lê. Kỳ này hứa hẹn luôn là sẽ binh đi hớp qua mấy cái cây lô hội, không có kén nó nữa. Ok. Trước mặt mình là một ông thầy 6x tuổi rồi. Anh cứ canh thằng nào sắp sửa rớt là anh lên cơm mệt mệt. Trời ơi leo kìa. Mày vô. Anh Diên, anh Diên, anh Diên, anh Diên, ao, anh Diên, ao. Anh Diên có hình rồi, anh Diên có hình rồi. Một mình chiêu. Thôi
anh phải giảm thắng lại. Anh Việt ơi, về gửi em clip đi. Mày cái đá dưới có bị gì không? Anh có bị gì không? Bị dưới đó. Nhưng mà ở dưới toàn đá mà. Nhưng mà mày có bị gì không? Nó tại vì biết sao không? Nó lủi xuống, xong nó nhảy ra là cái xe ngã ra nè, nó đứng lên bên hông nè. Em chạy ngang tự nhiên cái Phương thấy anh bên đầu đầu xong rồi thấy anh chạy thẳng ngang kịch luôn. Kinh kinh cái chỗ đó mà có giật. Về gửi em cái quả clip kìa. Về gửi clip. Cái gì vậy trời? Ô mẹ ơi, không thấy đường chạy luôn. Xẻ cỏ ra đi. Wow. Tiên nhựa đâu nãy giờ đi đường gừng. Xe máy Upload. Xe máy Enduro. Click Enduro. Đợi nó ngồi uống mới được. Chưa gì mấy nãy đủ lấy số rồi. Kính thưa quý vị và các bạn đang xem đài Tiếng Nói Nhân Dân. Đây là anh Hồng Cơ. Sau một khóa Đà Lạt trước là anh Hồng Cơ. Bãi mẹ cái bánh rồi. Bữa nay tụi mình đi nè, thiếu anh Hồng Cơ. Đi trước đi, để anh lấy ăn thôi. Ừ, ăn chứ sáng lỡ mua rồi. Ăn nhã kỳ lắm. Tự nhiên thầy Hoan hay quá, thầy Hoan ơi. My idol. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Hello. Hello, hello. Hello. The stories that I can't believe all the people you meet. Think you belong with everybody else, but you belong. Về nhưng mà do hôm nay đi quá đông cho nên quá nhiều sự cố anh em ơi. Giờ phải dừng lại thay ruột xe nữa cho anh Chun. Nguyên một biển mây đằng trước luôn. Wow. Mưa rồi. Mưa rồi, mưa rồi. Sao rồi? Nó bị động viên. Hai cái cơ nó bị ấy rồi đúng không? Cứng ngắc luôn rồi, không thẳng tay ra được. Hả? Vô uống thuốc đỡ rồi. Uống thuốc giảm đau cái mà nó có đau hay chưa không? Không, không được rồi. Thôi thôi rồi, ông ở đây nè. Đây là lần đầu tiên mình ghé Thái Nguyên. Và đây là Nghĩa Phương Bay. Sơ sơ là không phải gần 30 cái xe. Đủ xe chơi cho ổn. Vô là thấy núi liền luôn. Rồi chuẩn bị dắt thôi. Ôi đẹp quá. Đẹp ghê luôn. Trên kia chắc là cái chùa quá ha. Chùa. Chạy bạo lực quá ấy. Quê quá. Tới 2/3 cái dốc này nãy giờ là được 0.75 cây rồi. I've been searching for some.
thì có bim thôi. Nhớ su đi theo vết xe của anh Nhật nhá. Giữa. Chú nghĩ là người vẽ đường mà chú. Hay quá anh ơi. tiếp tục. Cố lên. Đường thứ hai này dễ hơn, để cho anh ấy lấy đào một tí. Đi thẳng theo vết bánh luôn. Bố mình nhịn nó lâu lắm rồi đấy chứ. Đấy, được rồi. Quay đi bố em rồi. Mặt ở trên núi, đường đi lên núi Dập cách Hà Nội khoảng 30 cây. Hôm nay mình đi khoảng mười mấy anh em Hà Nội. Kinh. Nhẹ xuống cho là leo lên một cái đoạn cao hơn. Ở đây là đang là giữa mùa hè của đầu tháng 8. I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you're my life. You made me feel again. My head and just been. Don't be afraid. Just let go. Okay, luôn này. Does your wife know you're begging for my notice? Promise you're the same, running for the match. Show you like my bad, pass my candy on my wrist. Bad habit. Thả ra luôn. Được, này chơi được. Có cái cục ngay chân anh Phú rồi anh Phú. Thôi, nó đổi thừa buộc ra. Anh đổi thừa với ai? Đó. Anh em đâu thấy gì đâu. Anh em không thấy à. Anh em đâu thấy gì đâu. Đi nhớ đường bằng á. Thấy miệng lá cây không? Sao anh Việt, đi đường này sao anh Đại? Em chưa đi đường này mình thấy sợ. I never got it what you had to go. I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance, no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. I wish you could be happy, happier, but I can't lie. What I this is goodbye, bye, bye. LA made you crazy, crazy. Em nó văng tùm luôn.
Mọi người hãy nhấn vào nút mua. Anh em nào mà mua rồi hãy để lại cho em comment nha. Mua. Những cái tán tre nó cắt. Ê, nó cắt. Xin lỗi các bạn. Nó cắt ngang qua đầu là. Xuống. Ui lọ, ui đá. Sorry. Hello, chào mọi người. Mình đang ở ngã ba rẽ vô trong núi Vinh. La. Kêu ảnh vô luôn. Chuột rút qua bà con ơi. Căng kịch. Chống chân cái là dính liền. Ôi trời ơi. Giữa rừng, anh Việt Rider gãy. Phải cỡ 10 phút nó mới giãn cơ được, nãy là nó cứ ngắt luôn em ơi. Wow! Đá nè. Đá lớn nè. Cành nè. Bam! Quá anh em ơi. Sorry. Hay quá, có khúc phim quý giá rồi. Ủa, nếu mà đi đoạn này tới đây phải dắt qua suối luôn hả? Đúng rồi. Hay quá. Get sick. Có nè. Có vài anh em đã ăn đòn ở khu vực này rồi, điển hình như là Tú Minh, anh Túp Lét, Xuân Bồn, anh Bông Gân ở tay khi chắc đập vô cục đá ở phía trên kia. Đường này nó rất là dốc luôn anh em ơi. Mất tiền phục luôn rồi. Vô đâu? Vô cái đầu ba. Rồi ở đây là anh Gen. Mới bọn mèo chởn. Quá đã. Phun giá không sao mấy bạn ơi. Đi đường nhựa là có té đâu. Đúng, ai rủ? Em rủ anh đi đường nhựa, anh không chịu. Đúng rồi, tôi kêu anh đi về, tôi thương anh thấy không? Không chịu. Té cái anh em vô xỉa sói dữ trời. Canh. Thôi nó đập bê đá anh mình. Canh luôn anh em. Má ơi, đá thấy thương luôn. Đúng là cũng đường nhiều cảm xúc. Rủ tôi đi làm chi vậy? Cho tôi té lên té xuống vậy. Non. Lên.